Chap 306, người trên vạn người. Tử thần sao? Biến mất rồi. Mới nãy là ảo giác sao? Tóm lại, rút lui trước rồi nói. Ha ha ha, mấy tên nhảy danh kia, ta đã chạy rồi, ta coi các ngươi có thể làm gì được ta. Các ngươi cứ chờ ta gọi người đến đi nhé, đến lúc đó, bất luận các ngươi là ai nhưng các ngươi dám đánh ta thì đừng hòng rời khỏi nơi này. Thành công thanh lý môn hộ vì tông chủ. Cạn ly. Ha ha, những người ngồi ở đây vào hôm nay chỉ còn lại những người mà lão phu tin tưởng nhất. Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng trong việc phục hưng Phong Nguyệt Tông nhé. Tông chủ nói hay lắm. Có chuyện gì vậy? Phụ thân có người muốn giết con. Bây giờ bọn chúng đang ở Khô Nhai Động, bọn chúng có vẻ muốn cứu nữ nhân Phong Thiên Nguyệt đó. Con lợi dụng cuộn giấy dịch chuyển mà phụ thân đưa cho con, chỉ như vậy con mới trốn thoát được một kiếp nạn đó. Mau đi giết bọn chúng đi. Thiếu tông chủ chết rồi. Là cánh tay đó, là do cánh tay đó làm. Con trai. Chúng ta thất lạc bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới được đoàn tụ. Là ai, to gan tày trời như vậy? Ta muốn ngươi phải chết. Đây là Hỏa Chi Nhất Đạo. Trải qua mấy ngàn năm, đạo chủ cuối cùng cũng tu luyện đến cấp độ này rồi. Ta phải dùng hỏa đạo của ta để thiêu rụi ngươi thành vũng máu. Cánh tay bị băng lan rộng. Không, không thể nào. Biến mất, chỉ vừa mới tiếp xúc thì lại khiến mình mất đi một cánh tay. Nếu không phải do mình phản ứng nhanh thì hậu quả khôn lường rồi. Hơn nữa, bàn tay đó không có bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của mình, chỉ là để yên ở đó một cách đơn giản nhưng lại có quy luật đáng sợ như vậy. Chủ nhân của cánh tay này rốt cuộc mạnh tới mức nào? Cũng may đạo tâm của con trai ta vẫn còn. Cho dù cơ thể đã chết, nhưng vẫn có thể tìm cơ thể khác và trùng sinh. Phụ thân, cơ thể của con biến mất rồi, phải làm sao đây? Phụ thân nhất định phải báo thù giúp con, băm bọn chúng ra thành trăm mảnh. Cũng đã là lúc nào rồi mà con muốn báo thù hả? Con rốt cuộc đã đụng phải nhân vật lợi hại nào vậy? Áp lực mạnh quá. Mỗi một bước chân đều giống như cây búa khổng lồ đánh từng nhát vào người vậy. Đến rồi. Lại đến nữa rồi. Chết tiệt, một đảo Phong Nguyệt nhỏ nhoi này, tại sao lại đắc tội với cao thủ lợi hại đến như vậy thế? Nhưng nếu ta đại dám đắc tội Dịch Phong, đưa con trai ta trở thành đạo chủ nhiệm kỳ tiếp theo, thì chính là vì ta còn có con ác chủ bài cuối cùng. Vương bài chứng đạo cảnh đỉnh phong. Văn tiền bối, đảo Phong Nguyệt của ta đang đối mặt với kẻ địch vô cùng mạnh. Vẫn mong văn tiền bối ra tay đánh lùi kẻ địch giúp ta, hơ hơ. Con miệng nó, các ngươi đắc tội nhân vật lớn như vậy, sao ta đánh lại được đây hả? Đừng có hô gọi ta nữa, lỡ như bại lộ thì địa vị của ta sẽ tính làm sao đây? Ta khó khăn lắm mới trùng sinh được, ta tuyệt đối không thể chết ngay tại đây. Sao không trả lời vậy? Văn tiền bối, ban đầu hai bên chúng ta đã thề thốt với trời rằng ta sử dụng hết tài nguyên để đánh thức ngài ở cửa ải cuối cùng. Còn ngài phải phát triển đảo Phong Nguyệt lên một tầm cao mới giúp bọn ta cơ mà. Xin ngài hãy bay xuống đây và giúp tông môn ta. Cái địch mợ nhà nó, đời này của ta rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì chứ? Không hổ danh là chứng đạo cảnh đỉnh phong, càng không hổ danh là người đã trải qua hai kiếp. Tư thế giáng xuống của văn tiền bối thật sự giống như là thần tiên giáng trần. Có tiền bối ở đây, đảo Phong Nguyệt nhất định sẽ không sao. Bất luận các ngươi là ai, văn tiền bối đã ở đây, ngài ấy sẽ không cho phép các ngươi ngông cuồng được bao lâu đâu.
nhảy cẳng lên. Đúng không Văn tiền bối? Văn tiền bối không hổ danh là cao thủ đã trải qua hai kiếp người. Phong thái bình tĩnh này, đây mới là cường giả thật sự chứ. Các vị đại ca, đừng nghe tên này ăn nói lung tung nhé, ta vốn dĩ không quen biết ông ta chỉ là đi ngang qua đây thôi. Hả? Cũng may mình nhớ đến lời dạy của Tam Sinh Môn, trong lúc mình lập lời thề thì có để lại lưu ý nhỏ. Nếu gặp phải kẻ địch mà ta đánh không lại, hoặc là đảo phong nguyệt giải tán thì lời thề sẽ coi như vô hiệu lực. Các vị đại ca, trời đất làm chứng, ta thực sự không quen biết bọn họ đó. Sao có thể? Sao lại như vậy? Phụt, ngây thơ vô số tội. Cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Dạ vâng, ta cút nhé. Sao lại như vậy chứ? Không nên như vậy mà. Ngay cả Văn Thành Ngọc của tu vi chứng đạo cảnh đỉnh phong cũng sợ thành ra như vậy rồi. Tên mặt áo choàng đen này rốt cuộc mạnh tới mức nào chứ? Ngươi đã nghĩ kỹ làm sao chết chưa? Cho dù là chết, thì cũng nên để ta chết một cách minh bạch chứ. Bọn ta rốt cuộc đã đắc tội các ngươi ở đâu hả? Hừ, bởi vì các ngươi đã làm trái ý của chủ thần. Đã kết thúc tập 306 của bộ truyện tranh Người Trên Vạn Người rồi. Cả nhà đừng quên cho Nông Dân Mê Chuyện một like, một subscribe kênh. Mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.